Hôm nay chúng ta sẽ dựng bài phó thác của Kiều Linh. Thì trong bài phó thác này thì có rất nhiều cái cách dạo và cái cách đệm khác nhau. Nhưng mà về cơ bản thì bài này chúng ta sẽ dựng với những cái kiến thức mà chúng ta đã được học. Bài này viết ở giọng đỗ trưởng thì khi dạo chúng ta cũng ý kết về hợp âm đỗ trưởng. Trong bài này thì ta cần phải để ý một số các âm đảo bát này, rồi là các câu nối đi lên và tay trái có một số những cái chỗ đi bát. Thì chúng ta cần phải để ý nhé. Bây giờ ta sẽ làm phần dạo. Phần dạo chỗ này là cái tiết tấu móc kép thì ta để ý này. Tay trái nó chạy là đồ son đố, tay phải là rè mi son đố đúng không? Ta sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Rè mi son đố tiểu 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 rè mi son đố nhấc nhấc cả bên đây là đố. Si là si la son mi si lá. Đấy, được chưa? Rồi chúng ta sẽ làm phần dạo này. Cái phần dưới này rồi chúng ta sẽ vào câu Chúa ơi luôn, đúng không? Cuốn này. Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa, luôn bắt xuống. Những khi vui mừng luôn bắt đi nhá. Hoặc những lúc con đau buồn. Đấy, cái đoạn này thì chúng ta có câu nối từ son trưởng lên đến đô trưởng đúng không? Thì khi chúng ta đánh son thì nó chạy luôn. Nên cái nốt mí này cái là chúng ta phải hát từ mũi luôn rồi, được không? Bây giờ chúng ta sẽ làm lại này. Hoặc những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con gặp những nỗi lo mà con buồn. Rồi cái đoạn từ son trưởng sang pha này thì chúng ta sẽ có một cái câu chạy từ bên trên xuống của son trưởng là si la son rê si la son rê, chụp pha trưởng luôn, được chưa? Nhanh tay nhá. Đấy, rồi khi chụp pha trưởng cái là chúng ta hát từ mỗi luôn, được chưa? Sang la đúng không? Thì đồ bắt đầu chúng ta bấm đồ cái là chúng ta chạy luôn. Rê mi son la, đồ rê mi son la si đô. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm chậm nhé. Hạnh phúc xin dừng, đồ rê mi son la si đô. Đồ chúng ta dừng lại một tí. Đồ rê mi son la si đô. À, được chưa? Nào, hạnh phúc xin dừng. Chuyển sang từ nhưng thì chúng ta sẽ có cái đoạn từ mi 7 vào chạy về bên dưới thì nó sẽ là như sau. Vuốt vuốt mi này, mi son thăng si mi, xong rồi chúng ta chạy về son đấy. Khi mà chúng ta chạy về đến son cái chúng ta rộng vào la luôn để hát từ nhưng, được chưa? À, thỉnh thoảng là chúng ta hay chơi cái câu rê thứ chuyển son sang về đô đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm một cái nó nghe nó lạ lạ đi một tí là pha thứ 6 gồm cái pha la giá và rê xong về son và về đô. Được chưa? Tay trái thì chúng ta vẫn chạy bình thường như vậy thôi, phải không? Tha thứ hết bao nỗi lòng này và thanh hóa tâm hồn và thanh hóa này và thanh hóa tâm hồn. Còn dạo giữa này. Thank you.
cái câu dạo giữa là câu nào đấy, cái câu ngay từ cái phần điệp khúc này, cái câu cuối này này đấy, dạo giữa cái là chúng ta lại vào quay lại cái phần 2. Thì khi quay lại phần 2 xong thì chúng ta có thể thay đổi cái mẫu hình, phải không? Dạo giữa xong này, dạo giữa là thay đổi mẫu hình này, thay đổi mẫu hình như thế này. Đồ son, đồ mi son, đồ son mi. Si son, si mi son, si son mi, la đồ mi, la mi đồ. Đấy. Và chúng ta ghép vào thử nhá. Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn. Nhưng khi vui mừng, so với cái bài này thì cái bài này về cơ bản thì chúng ta chỉ dựng như vậy thôi, đúng không? Rất là để ý một số những cái câu nối, câu lót từ âm này sang âm kia và từ phần lời sang phần điệp khúc và cái câu kết thì chúng ta có thể dạo một cái câu ngắn thôi và chúng ta kết về đô trưởng là chúng ta sẽ xong. Rồi, bài này dừng ở đây nhá.